Ủa giờ cho tôi cái tiền màu tím không? Anh ba cho mẹ tiền cho mình bóp màu tím đi. Cho không ba? Anh ba có cho mẹ không? Ủa ông ba đâu rồi ta? Chị chính ba cho mẹ nào? Mày đứng dậy coi, tôi không thấy mấy người. Đứng dậy coi, tôi không thấy mấy người ở đâu á. Ê! Chui vô đó làm gì? Gì vậy? Bị khùng hả? Chơi chui vô cái ghế đó làm gì? Giờ lấy cái bóp màu tím cho tiền cho mẹ đi. Mẹ lên. Đâu bây giờ đếm lấy cái bóp màu tím coi có nhiêu tiền. Để chứ cho mẹ nào. Thì con cho mẹ đi. Chứ con chó nào nãy giờ không mẹ thấy cái con chó gì á. Chó nào? Hả? Bây giờ con cho mẹ cái nào, đưa cho mẹ coi coi. Bây giờ chó nào, nắng nắng đưa mẹ cho mẹ nào. Hồi nãy anh ta nói anh ta cho mẹ cái nào. Chó nào? Đâu? Cái nào? Bộ cái đâu, cái bao đó hai cái lần mà còn cái đâu. Giờ con cho mẹ nào. Cho mẹ có cái này à. Cho mẹ thêm ba bao đó đi. Này ít lắm, 50.000 ít xỉn. Không biết thương mẹ gì cũng cho mẹ. Mẹ hết tiền rồi cho mẹ đi. Bữa hôm con nói con mẹ hết tiền con cho mẹ mà. Dạ nhất quyết không cho không? Để cho 50.000 mới đủ. Phải 10 bao như vậy. 10 bao như vậy mới đủ. 3 bao. Và 4 bao đi. Rồi, đi vô lấy 4 bao nữa đi. Bốn bao mới đủ mà tự nhiên cho ba bao à. Bốn bao. Tôi nói bốn bao với người cứ ba bao hoài. Đâu, điếm có ba bao à? Ê, cái bao kia có anh hai nha. Nha. Bốn bao với này là năm bao, là ý mày nói là lấy ra thêm bốn bao nữa là tổng cộng năm bao. Bây giờ đếm sao là năm bao mới đúng. Ấy hả? Xin chưa? Xin chưa? Chính chưa? Chính gì là sao? Xin chưa? Chứ cái đó là cái gì? Ê! Xin chưa? Tự nhiên mẹ nó xin sao không xin? Không xin mốt mẹ không mốt, mốt mở tủ lạnh không có cái gì mà uống hoặc mà ăn luôn á. Xin mẹ đi. Xin mẹ. Xin đi.
Xin mẹ đi, giờ mẹ mới cho uống. Xin muốn uống cái gì cũng phải xin người lớn, hiểu không? Như vậy mới là con bé ngoan. Xin mẹ đi. Mẹ ơi cho con một miếng nha. Đâu xin coi. Xin